Giữa năm 2018, chị Hoài Thu luôn cảm thấy người mệt mỏi, cảm thấy vướng ở cổ họng, ăn uống khó. Tự ý thức được về già sẽ xuất hiện nhiều bệnh lý, cộng thêm mình là phụ nữ nên chị quyết định đi thăm khám. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng đến khi nhận kết quả mình bị ung thư tuyến giáp, chị Hoài Thu không tránh khỏi hoang mang và sợ hãi. Gia đình và bác sĩ động viên tôi phẫu thuật loại bỏ hoàn toàn khối u. Sau phẫu thuật thì truyền hóa trị, tinh thần rất là mệt mỏi, da dẻ thì xám xịt, nằm ly bì một chỗ, bỏ ăn dẫn đến thiếu dinh dưỡng, sức khỏe giảm đi trông thấy. Có một người bạn chia sẻ về một phương pháp thực dưỡng miễn dịch từ Nhật Bản, giúp cơ thể cân bằng âm dương, điều hòa khí huyết, hỗ trợ nâng cao sức đề kháng, nhất là đối với người bệnh ung bướu đang và sau quá trình hóa xạ trị, nên khuyên chị dùng thử. Đến nay là gần được 2 năm rồi, tôi vẫn sử dụng phương pháp đó là Nuchi Fucodan như một thói quen vậy đó. Tôi thấy cơ thể của mình được thanh lọc mỗi ngày, hương thơm thì dịu nhẹ, dễ uống. Mỗi ngày tôi uống 3 lần. Bên cạnh đó, kết hợp với việc ăn rau, củ, quả, trái cây theo mùa, thường xuyên tập thể dục, tôi thấy bản thân mình rất là minh mẫn, vui tươi hơn rất là nhiều. Tôi cũng thường xuyên đi tái khám để kiểm tra về tình trạng sức khỏe của mình, thì cũng được bác sĩ thông báo là sức khỏe rất là tốt, tế bào ung thư tiêu giảm, nên tôi vẫn giữ chế độ ăn uống như hiện nay. Nuchi Fucodan hân hạnh đồng hành cùng chương trình.